Xin chào tất cả anh chị ha. Thì em sẽ dán thử cái đề cái logo 3D UV mà nhũ gold này lên cái hộp giấy ha. Thì để coi là nó cái độ bám của nó như thế nào nhé. Thì cái này mình sẽ cắt nó ra ha. Để cắt nó ra. Rồi, cái này thì mình sẽ lột từ từ ra. Rồi mình sẽ lột từ từ ra. Em lột từ từ ra, tại cái này cái chi tiết nó rất là nhỏ, cho nên mình cứ lột từ từ và cẩn thận. Rồi nó ra hết rồi đây. Rồi mình sẽ dán nó vào cái bề mặt của cái hộp này. Trước khi dán thì mình sẽ lau sạch cái bề mặt ha, thì nó sẽ bám tốt. Rồi. Khi mà dán xong rồi á thì các anh chị có thể đợi khoảng cỡ 5-10 phút thì cái keo của mình nó bám vô cái chi tiết của cái vỏ hộp ha. Rồi giờ em lọc ra thử không biết nó có nhả keo chưa. Rồi em lọc ra từ từ đây. Rồi em lọc ra từ từ. Cái này nó chưa có nhả keo không ha, cho nên là mình không có vội mình lột. Giờ em đang lột từ từ ra. Cái này nếu mình để khoảng cỡ 30 phút là lột rất là dễ dàng thôi. Rồi, như vậy này em đã lột xong ha. Thì các anh chị thấy không, rất là đẹp ha. Bám rất là tốt. Để em cạo luôn. Đây là cái hộp của mình ha. Đây. Rất là đẹp ạ.